Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Giáo hội Chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo công bố giải báo chí Phật giáo với chủ đề Tuyên truyền lối sống tốt đạo, đẹp đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Lần thứ nhất, nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024 chủ trì buổi họp báo có hòa thượng thích thanh nhiễu ủy viên thường trực hội đồng chứng minh phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự hòa thượng thích gia quang phó chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam trưởng ban tổ chức giải ông vũ hoài bắc trưởng ban ban tôn giáo chính phủ nhà báo lê nghiêm nguyên cục trưởng cục thông tin đối ngoại Bộ Thông tin và Truyền thông, nhà báo Lê Hải Anh, quyền trưởng ban khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam, cùng hơn 100 phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí tham dự. Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu khai mạc, cho biết, giải báo chí toàn quốc về Phật giáo không chỉ khẳng định sự ảnh hưởng của báo chí giúp độc giả hiểu biết sâu sắc hơn về tôn giáo mà còn góp phần vào sự lan tỏa và thúc đẩy những giá trị nhân văn tích cực trong xã hội, khích lệ lối sống tốt đạo đẹp đời của tăng ni Phật tử Việt Nam, khẳng định vai trò của Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc. Qua các câu hỏi của phóng viên báo chí, nhà báo Lê Nghiêm thuộc hội đồng giám khảo cuộc thi khẳng định căn cứ vào thể lệ giải sẽ được chấm thi công khai minh bạch dựa trên những tiêu chí yêu cầu về nội dung tác phẩm cũng như các tác phẩm phản ánh vấn đề tiêu cực mê tín dị đoan không lành mạnh cũng sẽ được đánh giá khách quan công bằng cuộc thi giải báo chí phật giáo góp phần tạo nên một sân chơi bổ ích để các phóng viên nhà báo quan tâm tới đạo phật có cơ hội tiếp xúc tìm hiểu sáng tạo từ đó tuyên truyền lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phật giáo truyền tải những thông điệp về hòa bình lòng nhân ái lòng bi mẫn và lối sống lành mạnh theo tinh thần phật giáo điều này giúp tăng cường tầm ảnh hưởng và lan tỏa những giá trị tích cực của phật giáo trong xã hội nói chung góp phần xiển dương đạo pháp xây dựng hình ảnh của giáo hội phật giáo việt nam nói riêng Giải báo chí Phật giáo sẽ được tổ chức hàng năm. Năm 2024 bắt đầu nhận bài thi từ ngày 18 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày mùng 5 tháng 1 năm 2025. Thời gian chấm bài dự thi vào tháng 1 năm 2025. Thông báo tới các thí sinh đạt giải và trao giải vào quý 1 năm 2025.